Thưa quý vị, để thực hiện nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cùng với tuyến đường Hồ Chí Minh trên bộ ngày 23 tháng 10 năm 1961, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đoàn Vận tải Quân sự 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân ngày nay, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mới của tuyến vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển. Nhân kỷ niệm 60 năm tuyến đường lịch sử này, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội nghị báo cáo trực tuyến với chủ đề Đường Hồ Chí Minh trên biển, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Hội nghị diễn ra tại Hà Nội, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trình bày chuyên đề Đường Hồ Chí Minh trên biển, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 1.782 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của hơn 43.500 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về lịch sử ra đời, cũng như những kỳ tích vô cùng tự hào mà đoàn tàu không số đã làm được trong suốt 14 năm, từ năm 1961 đến năm 1975. 2.000 lượt tàu đã được huy động, vượt qua 4 triệu hải lý an toàn, đưa hơn 150.000 tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thuốc men, chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Những con tàu không số cũng đã chuyên chở hơn 80.000 lượt cán bộ vào Nam ra Bắc, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử, góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất Tổ quốc. Tại hội nghị trực tuyến, chuyên đề tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay cũng được trình bày trước hơn 43.000 đại biểu nhằm nâng cao ý thức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng tổ công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng tại Bệnh viện 175 để bàn về vai trò của quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh sau ngày nới lỏng giãn cách xã hội. Chia sẻ với các tướng lĩnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá rất cao vai trò của quân đội ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16. Từ các vấn đề điều trị, an ninh trật tự, an sinh xã hội và xử lý tử thi, Phó Thủ tướng cho rằng đây là lần điều động quân đội lớn nhất sau chiến tranh và trong gian khó, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đã được tái hiện. Nếu không có cái sự vào cuộc ngay từ đầu rất hiệu quả của quân đội thì chúng ta không thể có được cái kết quả như ngày hôm nay. Sự vào cuộc của quân đội, nhất là từ khi chúng ta triển khai lực lượng quân y xuống, chúng ta đã cứu được rất nhiều người. Tôi trực tiếp đến thăm những cái bệnh nhân F0 ở tại nhà và được họ và bản thân gia đình họ nói là khi có bộ đội quân y đến, tự nhiên là má cháu, là bác cháu là thấy khỏe lên. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chuẩn bị nới lỏng giãn cách để hoạt động sản xuất trở lại và các đơn vị quân đội tùy thuộc theo chức năng sẽ tái cơ cấu hoạt động để hợp với tình hình mới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định việc đảm bảo phòng chống dịch trong điều kiện nới lỏng là nhiệm vụ đầy thử thách. Bây giờ là không phải là ai đâu ở cái đó một cách chặt chẽ như trước, nhưng mà chúng ta vẫn phải hiểu để vận động nhân dân và có các biện pháp cần thiết ở tận dưới cơ sở để người dân là chỉ có đi lại và sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của chính quyền ở trong khu vực này, còn không đi ra khu vực các tỉnh khác. Cái nhiệm vụ này rất quan trọng và quân đội các đồng chí còn ở đây thì cái nhiệm vụ đấy vẫn hết sức quan trọng, cùng với việc là tiếp tục chúng ta tham gia trực tiếp và chống từ phát hiện cho đến điều trị bệnh nhân. Đề nghị các cái đơn vị mà tiếp tục còn ở lại làm nhiệm vụ đấy là chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái tuyên truyền. Chứ tưởng nghe nới lỏng là chúng ta lỏng luôn là không phải. Càng nới lỏng mà về mặt quản lý nhà nước là rất là khó. Tôi đề nghị tiếp thu ý kiến Phó Thủ tướng là chúng ta phải đẩy mạnh cái tuyên truyền đó để người dân có cái ý thức trong giai đoạn này như thế nào. Còn đặc biệt là các bệnh viện mà bệnh nhân nguy kịch, bệnh nhân nặng giảm rõ rệt, chứ còn bệnh nhân ta còn là chúng ta chưa thể nói chúng ta hết nhiệm vụ. Như vậy, sau ngày thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, các đơn vị quân đội sẽ cơ cấu lại hoạt động, dần chuyển giao lại cho thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương từng nhiệm vụ cụ thể khi dịch bệnh được khống chế. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức vận tải hành khách tại các địa phương nới lỏng biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó thì Bộ Y tế yêu cầu là hành khách khi tham gia giao thông đường sắt, hàng hải, hàng không phải tuân thủ quy định 5K, khai báo y tế và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Riêng những người đã tiêm một liều vaccine sau 3 tuần đầu hoặc đã tiêm đủ liều, các F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng thì không yêu cầu xét nghiệm. Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép hoạt động trở lại tại địa phương có nguy cơ dịch thấp và trung bình, hoạt động dưới 50% công suất tại các địa phương có nguy cơ cao và dừng hoạt động tại các địa phương có nguy cơ rất cao. Bộ Y tế cũng yêu cầu xây dựng các phương án đón trả khách ra vào bến xe, bến tàu, nhà ga, địa điểm bán vé, trạm dừng nghỉ theo đúng quy định phòng chống dịch, bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR. Vận tải là lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét cho ưu tiên hoạt động trở lại trong dự thảo chỉ thị điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vận tải đang lo lắng việc kinh doanh sẽ bị lỗ trong giai đoạn này. Tỉ mỉ chăm sóc lại chiếc xe buýt sau hơn 3 tháng neo bến, ông Hoàng Trung không giấu được sự vui mừng. Hơn 20 năm cầm vô lăng xe khách công cộng, ông Trung là một trong số ít tài xế mạnh dạn bám trụ lại Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch này. Nói chung là tôi cũng mong sớm hoạt động lại để nói chung là kiếm mưu sinh hàng ngày, thật sự là rất là vui, chứ còn ở không về hoài chỉ có chết. Tài xế vui nhưng doanh nghiệp lại lo. Bên cạnh việc lo thiếu hụt nhân công thì gánh nặng lãi vay ngân hàng, định mức sản lượng hành khách, chi phí xét nghiệm định kỳ là những thách thức mà những doanh nghiệp này đang phải đối mặt. Đến thời điểm này thì anh em đang trụ lại thì nhân sự là tầm khoảng từ 60%. Còn cái đề xuất thì đó có một số anh em cũng đang về quê để phòng chống dịch thì cũng gặp cái khó khăn ở đây là cái đi lại. Nếu mà bây giờ mở cửa mà anh em đi quay đi trở lại Sài Gòn để làm việc thì nó cũng gặp khó khăn. Cho vận tải hoạt động hành khách mà hoạt động lại với cái chỉ tiêu mà tỷ lệ lợi dụng trọng tải chừng 50%, tức là 50 số ghế đó, thì những người trong ngành như tôi đó thì có thể nói một cách là đúng đắn đó, là cho nhưng mà không cho. Bởi vì về mặt nghiệp vụ thì cho 50% có nghĩa là nếu anh không tăng giá thì anh chỉ có lỗ và hòa vốn thôi chứ không có lợi. Chính vì vậy cho nên tôi đề nghị là cái mật độ tập trung, cái tiêu chí mật độ tập trung tiêu chí 7 đó cần phải xem lại. Ưu tiên cho giao thông vận tải hoạt động trở lại là cần thiết để khôi phục kinh tế. Tuy nhiên, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần có những giải pháp cụ thể cả vận tải hàng hóa lẫn vận tải khách để giảm đi những khó khăn của doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn này. 0 giờ sáng nay, ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được dỡ bỏ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế. Gần 2.000 người ở ổ dịch này cũng đã hoàn thành cách ly, trở lại với cuộc sống bình thường mới. Vẫn mặc nguyên bộ bảo hộ y tế, bà Hòa dường như quên cả cảm giác nóng bức mà nhanh tay thu dọn đồ đạc. Chồng phun khử khuẩn, vợ xếp đồ cho gọn gàng. Với gia đình bà, được về nhà ngày hôm nay là may mắn và hạnh phúc. Về thì được cả nhà đoàn tụ cùng với hàng xóm láng giềng được đông đủ. Cảm xúc của tôi lúc này là rất mừng. Anh Trung cũng không giấu nổi niềm vui khi cả nhà đều khỏe mạnh sau 30 ngày cách ly. Hôm nay, hai đứa con nhỏ sẽ được chạy nhảy trong không gian của chính gia đình mình. Cả nhà anh sẽ thực hiện khuyến cáo của ngành y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe ở nhà thêm 7 ngày. Bên phường cũng tạo điều kiện cho ăn ở rất là tốt. Nhưng dù sao thì về nhà vẫn là sung sướng và thoải mái hơn. Để quá trình đưa người dân trở về nhà an toàn và tiện lợi, quận Thanh Xuân đã tổ chức 10 đợt vận chuyển, mỗi đợt gồm 15 xe ô tô. Tổng số lượng người được đưa về nhà ngày hôm nay là 1.350 người, bao gồm cả những người thuộc diện giãn dân y tế và cả những người là F0, F1 sau khi kết thúc thời gian điều trị hay hết cách ly tập trung. Bên cạnh đó, gần 400 người đã hết cách ly, di chuyển về nhà người thân trước đó cũng sẽ trở về nhà vào ngày hôm nay. Theo chính quyền địa phương, việc giám sát y tế vẫn tiếp tục được thực hiện nhằm kiểm soát dịch bệnh, đồng thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả những trường hợp mà F0 sau khi khỏi bệnh mà về nơi cư trú thì tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày. Những cái trường hợp là F1 thì theo dõi sức khỏe là 7 ngày. Và còn những trường hợp còn lại thì Ủy ban quận cũng đã có những cái
tuyên truyền, vận động và khuyến cáo người dân chủ động những cái biện pháp phòng chống dịch tốt nhất theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và thành phố để đảm bảo là không có bùng phát trở lại đối với khu vực này. Tính từ ngày dịch COVID-19 xuất hiện tại thủ đô là từ tháng 3 năm ngoái cho đến nay, Thanh Xuân Trung là ổ dịch lớn nhất với gần 600 ca nhiễm, chiếm gần 15% tổng số ca nhiễm của đợt dịch thứ tư này. Dù dịch bệnh là điều không ai mong muốn, nhưng với cả người dân và chính quyền thì đều nhận thấy sự đồng lòng, hợp tác sẽ là vũ khí quan trọng để chiến thắng được dịch bệnh. Vui lắm, thật sự là cả đêm qua gần như là không ngủ rồi, không ngủ được, háo hức để về. Niềm vui của anh Khương ngày hôm nay cũng là niềm vui chung của người Thanh Xuân Trung.